Thiện hiện nên biết đối với tất cả pháp, các đại Bồ Tát lấy vô sở đắc để làm phương tiện, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết có lúc đối với tất cả pháp, đại Bồ Tát lấy vô sở đắc để làm phương tiện, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy ác ma rất đau khổ, giống như chúng mũi tên độc. Ví như có người cha mẹ qua đời nên thân tâm đau khổ, thì ác ma cũng vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, một ác ma thấy các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp lấy vô sở đắc làm phương tiện để tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì rất đau khổ, giống như chúng mũi tên độc, hay tất cả ác ma khắp 3.000 đại thiên thế giới cũng như vậy. Phật dạy: Thiện hiện, tất cả ác ma khắp cả 3.000 đại thiên thế giới cũng như vậy. Tất cả ác ma ngồi không yên nơi chỗ của mình. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát thường phải an trụ, hạnh trụ chân tịnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Các đại Bồ Tát thường an trụ vào hành trụ chân tịnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu có thế gian, trời, người, Atula, vân vân rình tìm chỗ dở của các vị ấy, thì không bao giờ được, cũng không thể nào quấy nhiễu làm chướng ngại được. Cho nên này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì phải siêng năng tinh tấn an trụ vào hạnh trụ chân tịnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát trụ đúng đắn vào hạnh trụ chân tịnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì có thể tu hành viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát tu hành đúng đắn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì liền có thể tu viên mãn đầy đủ tất cả Ba La Mật Đa. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát tu hành đúng đắn với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế nào thì có thể tu viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không điên đảo, đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí mà hành bố thí cho đến Bát Nhã, đem công đức này cho tất cả hữu tình cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát tu hành đúng đắn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì có thể tu viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà đại Bồ Tát an trụ vào bố thí Ba La Mật Đa gồm cả tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Đại Bồ Tát lấy tâm không ái nhiễm, không san tham để hành bố thí, đem bố thí này cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Đối với các hữu tình thì có lòng từ nơi thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp và lìa bỏ ác giới. Đó là đại Bồ Tát an trụ bố thí Ba La Mật Đa gồm cả tịnh giới Ba La Mật Đa. Khi đại Bồ Tát lấy tâm không ái nhiễm, không san tham để hành bố thí, đem bố thí này cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Nếu bị người nhận hoặc các hữu tình khác hủy báng, nhục mạ, làm hại một cách phi lý, thì Bồ Tát không sanh tâm sân hận, không muốn báo thù làm hại họ bằng thân khẩu, chỉ sanh lòng từ bi thương xót họ, đem lời hòa nhã hổ thẹn xin lỗi. Đó là đại Bồ Tát an trụ vào bố thí Ba La Mật Đa gồm cả an nhẫn Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát đem tâm không ái nhiễm, không san tham hành bố thí, đem bố thí này cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Nếu bị người nhận hoặc các hữu tình khác hủy báng, nhục mạ một cách phi lý, thì bấy giờ Bồ Tát liền nghĩ: Mọi người tạo ra những loại nghiệp như vậy, trở lại tự mình nhận lấy quả báo như vậy, ta không nên tính toán hơn thua với họ, để rồi phế bỏ sự tu nghiệp của mình. Lại nghĩ, đối với người ấy và các hữu tình khác, ta nên làm tăng trưởng tâm xả, tâm bố thí không luyến tiếc. Nghĩ vậy xong, thân tâm thanh tịnh, tinh tấn thực hành bố thí. Đó là đại Bồ Tát an trụ bố thí Ba La Mật Đa gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát lấy tâm không ái nhiễm, không san tham để hành bố thí, đem bố thí này bình đẳng cho các hữu tình